Vâng, xin kính chào anh chị em Yêu Lan. Chiều hôm nay mình có đi mua một loại thuốc này và mình muốn chia sẻ đến anh em. Và hiện tại mình đang ngồi một quán cà phê có hoa lan rất là đẹp. Và cái thuốc mình mua là Kiji Mỹ nha mọi người. Đây, mình sẽ quay cận cảnh. Kiji Mỹ này tại quê hương mình là Gia Lai có giá là 500 ngàn trên một lọ nha mọi người. Mua tại tiệm Tùng Thu. Thì lúc trước mình chơi giá hạt phi điệp đó mọi người. Mình chơi là cái di xanh và cái di đỏ, giá trị nó từ 60 đến 80 ngàn, hàng của Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên mình chơi cái di Mỹ. Cái di Mỹ thì nghe nó rất là hiệu quả. Chích đâu thì nó sẽ dính tới đấy, ra bông và ra được những cái con và mầm gốc rất là khỏe mạnh. Và chính vì điều đó mà mình mua cái di Mỹ để mình thử nghiệm trên cây lan mình nó hiệu quả như thế nào, lần đầu chơi cho biết. Và thật sự là giá trị của nó thì so ra thì nó rất là mắc, rất là cao, cho nên là nhiều anh em chơi mới chơi lan thì cũng đắn đo để mà mua cái di Mỹ. Và mấy ngày nay mình làm mình có kinh tế tí xíu và mình cũng muốn mua cái di Mỹ này để mình chơi cho biết, chứ thường thường là mình thích cái di của Việt Nam, chai cái di xanh và cái di đỏ. Và cái di Mỹ này thì trên bảng chỉ dẫn nó là hoàn toàn là bằng tiếng Anh hết hết nha mọi người. Chai này là 15 ml, chữ nó đều là tiếng Anh hết và nhãn hiệu của nó là như thế này. Và mình mua cái nơi chỗ này mình mua thì nó rất là bảo đảm nha mọi người, rất là uy tín, vì vườn lan của họ cũng là vườn lan cũng có tiếng và cũng có những loại hàng va đột biến, mình rất là tin tưởng nó, vì nhãn mát của nó cũng rất là làm cũng rất là cẩn thận đây. Và mình đưa cận cảnh cho mọi người xem cái Kiji Mỹ nha. Đây, nhãn hiệu nó nè. Kiji Pro The Amazing One Step Application for Arabic Route of Merismatic Tissue. Đó, là một phần 2 ốc 15 ml. 15 ml thì nãy đây là cái website của nó nè. Đó, KT Pro thì 15 ml thì mình chơi thì mình nói sao hiểu sao nói vậy thôi, cũng không rành về cái dung lượng nó, về cái lượng nước nó. Thì như mình xài hồng nhuyễn thì 1 ml thì thường thường là 20 giọt đúng không mọi người, thì 15 ml thì là 300 giọt. 300 giọt thì vị chi là nó là khoảng tầm 600 ngàn đi, chai này mua 500 ngàn thì một giọt nó cũng tầm gần 2 ngàn nha mọi người. Đó, thì giá trị của cái chai Kiji này nó cũng rất là chơi, cũng rất là ấn tượng. Và mình cũng có mua một chai liền sẹo lúc trước á, mình chơi liền sẹo là cái chai của anh cái gì Nam Tiến liền sẹo mà chai nó bôi bôi kia mà màu vàng á mọi người. Hôm nay mình mua kêu liền sẹo cũng thuộc của Mỹ này, product of USA nè, là chai này là 70 ngàn nha mọi người, 70 ngàn. Cái liền sẹo này như nó chỉ dẫn thì là nó tầm 10 đến 30 phút, còn cái kêu liền sẹo 5 tiếng kia chai nó 50 ngàn thì thường thường là tầm 2 ngày nó mới khô. Thì công dụng cái keo liền sẹo này là khi mình cách đỡ mình kích kỳ 2 mét hay 3 mét ngủ mình ươm trên chậu mọi người, mình kích hai đầu nó thì cách dùng nó đỡ là không cần pha, chỉ cần lách đều dung dịch không hũ rồi bôi lên vết cắt. Sau khi cắt cành cây ta chờ một ít thời gian đỡ cây ra nhựa tự nhiên làm liền vết cắt, sau đó bôi keo vào vết cắt đỡ ngăn ngừa nấm bệnh. Nước tắn cong vào vết cắt, nếu không có thời gian thì có thể bôi ngay keo vào vết cắt. Và mình cũng chia sẻ với mọi người là cái keo liền da này là có nghĩa là mình kích kia mình cắt vô lam đoạn 2 hay 3 mét ngủ á. Còn nếu anh em mà chơi mà hay hơn nữa thì mình khuyên mọi người nên mua cái lọ mà thắt rút ấy. Cái loại đó là nó cái bột nó giống như là cái vôi bột ấy. Mình nhúng hai đầu nó rất là tốt. Cái chai đó mắc tiền hơn chai này nhiều, tầm 250 đến 300 ngàn một lọ lận.
Và cái video mình chia sẻ mọi người là cái kiwi Mỹ này là tí nữa mình về mình đang ngủ cà phê và tí nữa giờ mình sẽ kích tất cả những cái cây mà đã xuống lá, đã thất ngọn, và những cái cây mà tầm 20 cm nó đã thất ngọn, và mình kích trên mỗi thân là thấp nhất là phải hai mũi cách nhau 2 mét ngủ, hoặc là mình sẽ chắc chắc mình nghĩ là mình nên kích một lỗ ngay chỗ cái đầu ngọn để cho nó có khả năng nó nuôi được, may mắn thì nó sẽ ra bông, vì như mình cũng đã nghe là cái thuốc cây di mỹ này là kích một lần thì nó sẽ dính bông, không thì chắc chắn nó sẽ ra cây không không trượt phát nào. Và mình kích một lỗ khi nó ra cây hoặc ra bông thì khả năng nuôi bông hoặc là nuôi cây nó rất là tuyệt vời. Khi mà nó ra cây ra bông thì mình ngắm ra cây thì mình sẽ nuôi cây đó đến khi ra rễ, là mình sẽ cắt thành một khúc và mình sẽ cho vào chậu và mình sẽ kích tiếp. Và mình nói về cây di mỹ thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người là mình hay theo dõi cái anh Sưng ở kênh ở cái Facebook vườn vườn lan Bình Phước. Anh em có nên học hỏi thì vào cái vườn lan Bình Phước gõ tìm kiếm mà mọi người sẽ thấy anh ấy, anh chỉ dẫn về cái thuốc giờ cây di mỹ làm mầm gốc cũng như là các loại thuốc khác của Mỹ, hầu như là Mỹ, vì cái anh của cái vườn lan Bình Phước này ảnh tất cả vườn ảnh là hầu như hàng va và năm cánh trắng các loại nha mọi người, có năm cánh trắng giá hạt bảo di người đẹp không tên, và cũng như là những cái loại giá hạt rất là giá trị hiện nay đều chơi tất cả trên hàng Mỹ. Và ảnh cũng hướng dẫn rằng là cái di Mỹ thì không trừ phát nào, và cũng như mình nói là khi thất ngọn hoặc là đã rụng lá vào cái mùa này kích cây thì rất là tuyệt vời. Vì thế mình cũng một lần đầu mình cũng mua cái di Mỹ này để chia sẻ đến anh em, và sau khi tầm 15 đến 20 ngày nó sẽ nức nụ hoặc là nức cây, mình sẽ quay cho mọi người xem cái khả năng của cái di Mỹ như thế nào. Và hôm nay mình chia sẻ cái di Mỹ này để chiều nay mình kích và một số chậu đã thấy ngọn, và sau nửa tháng 20 ngày mình sẽ quay cho mọi người xem khả năng đậu bông và cây nó như thế nào. Cây di Mỹ này thì mọi người có nhiều anh em cũng chia sẻ rằng không cần phải mua cây di Mỹ đâu, mua cây di của Việt Nam 70k là 80k là được rồi, nhưng mà anh em chưa chơi qua cái cây di Mỹ này thì cũng chưa nên phủ nhận được, khẳng định được. Vì khi mình chơi, mình tiếp xúc và mình trải nghiệm thì mình mới nói được chính xác được. Và mình cũng đã chơi cây di Pro, cây di đỏ và cây di xanh, vì nó cũng rất là tác dụng, nó rất là hiệu quả, nhưng mà nó có khả năng là mình phải giải độc B12, vitamin B12, vì nó có phản ứng phụ. Còn như anh Hoa Lan Bình Phước này, ảnh đã nói cây di Mỹ này nó làm cho cây di nó cái con nó rất là to mọc, nó không có phản ứng phụ, cái khả năng của cái cây con nó lên phát triển nó bình thường, nó không có phản ứng phụ, không cần giải độc nhiều. Giải độc thì mình nói tới thì là mọi người mua vitamin B12 á, hồi nãy mình ra cửa hàng thấy người ta bán vitamin B12 rất là nhiều. Và cái video này mình cũng ngồi uống cà phê và mình cũng vừa mua cái lọ thuốc này cũng như là cái keo liền xẹo này, mình cũng muốn chia sẻ với anh em và những anh em đam mê lan cũng như mình thôi. Và mình cũng ban đầu mình cũng nghĩ mình nên mua cái gì đỏ chơi cho thôi, nhưng mà mình cũng cố gắng, không phải là khá giả gì, mình cũng mua chơi cho biết. Và cái bảng chỉ dẫn này hầu như tiếng Anh, đỡ mình sẽ search lên hết vô Google dịch và mình sẽ dịch hết, chỉ dẫn cho rõ ràng. Và cái vườn lan của chị trước mặt và mọi người là vườn lan của một bà chị ở trong quán cà phê cũng rất là đẹp, không khí rất là mát. Và video chiều nay mình chia sẻ như vậy, anh em xem thấy hay thì nhớ like, comment, chia sẻ ủng hộ kênh mình. Mình cảm ơn anh em ở thị xã cơ tỉnh Gia Lai cũng như là
anh em đã ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Thời gian qua 4 ngày nay mình đi làm bàn bàn gỗ cho các trường tiểu học và trung học cơ sở nên là không có thời gian quay. Cũng đã nhiều ngày hôm nay mình có dịp và mình muốn chia sẻ với anh em cái những cái loại thuốc. Và chúc anh em ngày Noel 24 tháng 12 nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành. Và mình xin kết thúc phút video tại đây ạ. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi. Xin chân thành cảm ơn. Chào mọi người.